Xin chào anh, ở bên cạnh mình đang là cái chiếc máy lạnh inverter của Aqua với cái mã hiệu ở đây. Và trong clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em không chỉ là cái chức năng làm mát của nó mà cùng một số cái tính năng khá là thú vị khác như là tính năng lọc không khí hay là những cái chế độ tiết kiệm điện. Như anh em đã biết thì Aqua là một cái hãng sản xuất những sản phẩm điện gia dụng rất là phổ biến. Và bọn mình cũng trên tay khá là nhiều những thiết bị gia dụng của Aqua nói chung và cả những cái chiếc máy lạnh của Aqua nói riêng. Và rõ ràng là trong những cái ngày hè, đặc biệt là những cái ngày rất là nóng ở Sài Gòn như thế này á, thì việc mà chúng ta có một chiếc máy lạnh đó sẽ là một trong những cái điểm mà bọn mình cực kỳ quan tâm luôn. Về cơ bản á, thiết kế tổng thể bên ngoài thì có một cái màu trắng và nó bo cong cũng khá là cơ bản giống như là những chiếc máy lạnh bình thường khác của Aqua. Và một trong những cái điểm đặc biệt mà mình thích ở Aqua đó chính là cái việc mà họ trang bị một màn hình hiển thị ở ngay phía trên phần mặt máy như thế này. Mình hoàn toàn có thể liếc lên cái chiếc máy lạnh này và kiểm tra nhanh rằng là mình đang set máy lạnh ở bao nhiêu độ cũng như là chế độ hoạt động của nó là gì. Thay vì giống như những chiếc máy lạnh khác á, thì mình phải cầm cái remote điều khiển lên thì mình mới xác định được nhiệt độ. Và ở sát bên dưới đây sẽ có một cửa gió cho phép là điều chỉnh luồng gió đi theo kiểu là lên xuống như thế này. Ở phía bên trên đây nhìn vào thì mình sẽ thấy được những cái bộ lọc ở bên trong. Tuy nhiên thì cái điểm đặc biệt của cái chiếc máy này đó, nó nằm ở bên trong. Máy có thể dễ dàng mở lên được như thế này. Và khi anh em mở cái này lên á, thì anh em thấy được bộ lọc ở bên trong. Đặc biệt là bộ lọc không khí 3M, nó cho phép lọc được những hạt bụi thô. Từ đó thì cái lượng không khí mà anh em sử dụng và anh em hít thở trong phòng khi sử dụng với chiếc máy này thì cũng sẽ trong lành hơn bao nhiêu. Nếu mà anh em nhìn sâu vào bên trong một chút xíu thì anh em sẽ thấy cái lớp màu xanh, thì đó chính là cái lớp phủ chống ăn mòn. Nó vừa cho cái màu xanh rất là mát mắt và đồng thời còn giúp tăng tuổi thọ cũng như là cái độ bền của cái chiếc máy này theo thông tin từ nhà sản. Và một trong những cái điểm đặc biệt của chiếc máy lạnh này đó chính là chế độ Aqua Fresh. Cơ bản sau một quá trình sử dụng đối với bất cứ chiếc máy lạnh nào thì cái dàn lạnh bên trong nó sẽ bị bụi bẩn nó bám vào, và từ đó thì hiệu năng làm lạnh và cả vấn đề về sức khỏe nó cũng sẽ bị giảm xuống. Riêng đối với cái chiếc máy lạnh này của Aqua thì họ ứng dụng một cái công nghệ và họ sử dụng 3 bước. Đầu tiên là họ sẽ làm đóng băng cái dàn lạnh, và sau đó thì họ sẽ rã băng nhanh ra, và từ đó thì những cái bụi bẩn mà nó bám vào trong cái dàn lạnh nó sẽ được cuốn theo cái dòng nước đó và chảy ra bên ngoài. Từ đó giúp cho cái dàn lạnh luôn hoạt động ở cái mức công suất tối ưu và hiệu quả. Đồng thời nó giúp cho luồng khí mà chúng ta hít thở ở trong phòng nó được trở lên trong lành hơn. Và mặt khác nữa thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được một chút xíu thời gian cũng như là cái chi phí mà đi vệ sinh cái máy lạnh một cách quá dày đặc. Rồi, và để kích hoạt cái tính năng Aqua Fresh cho phép chiếc máy này tự động vệ sinh dàn lạnh thì em chỉ cần bấm vào trong cái nút bấm tương ứng ở trên remote thôi. Và khi đó cái hoạt động thổi gió ra sẽ bắt đầu chậm chậm dừng lại, và mình gắn cái mic vào ở cái vị trí sát cái dàn lạnh để anh em nghe được cái âm thanh khi mà cái chiếc máy lạnh này nó đóng băng cấp tốc cái dàn lạnh và nó xả ra để nó vệ sinh dàn lạnh. Và về những cái tính năng khác của cái chiếc máy lạnh này á, thì nó để thể hiện rất là rõ thông qua những cái nút bấm ở trên remote điều khiển. Chúng ta sẽ có cái chế độ là làm lạnh siêu nhanh, là chế độ turbo hay là chế độ siêu yên lặng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm cho phép ta điều khiển được nhiệt độ là tất nhiên rồi nè, rồi luồng gió, cái vị trí của cái hướng gió đi, rồi cả nút bấm eco để chuyển chiếc máy lạnh này về chế độ tiết kiệm điện, và cũng như là rất là nhiều những cái tính năng khác như là chế độ hẹn giờ, chế độ ngủ, vân vân. Và nếu bạn đang chuẩn bị đi ngủ và cái ánh đèn này anh em sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới việc khó đi vào giấc ngủ của anh em, thì có thể là bấm vào một cái nút bấm ở trên đây để tắt cái đèn này. Đó, rất là đơn giản luôn. Còn mình thì mình thích mở nó lên hơn, rồi để mình có thể dễ dàng theo dõi được cái nhiệt độ. Về công suất của chiếc máy lạnh mà mình đang trên tay đây á, thì cái phiên bản mình đang mượn được thì nó có cái công suất là 12.100 BTU. Ngoài ra thì Aqua họ cho biết là họ còn khá là nhiều những mẫu máy lạnh khác nó có cái công suất nó cao hơn, và nó sẽ phù hợp với lại đa dạng những nhu cầu khác nhau, từ cái việc là cái diện tích của phòng, hay là mình bố trí trong cái văn phòng, trong quán cà phê, hay là trong trường học, bên cạnh cái việc là bố trí nó như là một cái chiếc máy lạnh sử dụng trong một cái hộ gia đình. Một cái thông tin cuối cùng thì mấy anh ở bên nhà sản xuất Aqua cho mình biết là chiếc máy lạnh này được sản xuất tại Thái Lan. Nó có cái chế độ bảo hành là 1 đổi 1 trong vòng 730 ngày. Mình thấy là gần như là đây là một trong những cái công ty duy nhất đang áp dụng cái chính sách bảo hành như vậy.
Đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ nhanh với anh em với khá là nhiều những cái tính năng cơ bản mà rất là thú vị này của Aqua. Nhiều hình ảnh hơn là những cái thông số kỹ thuật chi tiết thì anh em có thể là bấm vào link bên dưới để xem. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức và mình phải kết thúc clip nhanh tại vì bạn quay phim đang đứng trước máy lạnh này đã khá là lạnh và đã rét run bên rồi. Xin chào anh em.